chức ngoại giao Việt Nam ngủ gật trong buổi họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong phiên thảo luận chung ngày 25 tháng 9 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, một quan chức ngoại giao của Việt Nam đã bị phát hiện ngủ gật. Phóng viên Don Emmert của AFP đã chụp lại cảnh đó và đăng lên nhiều tờ báo quốc tế ở châu Âu, Mỹ và Trung Đông như Le Monde, CNN, Alpagraba. Ngay sau đó, các tổ chức cá nhân chống đối đã đồng loạt tận dụng hình ảnh này để công kích chế độ. Chẳng hạn, Lê Công Định viết lên Facebook cá nhân rằng quan chức cộng sản trong ảnh đã mang nhục đến cho quốc gia và người dân khi làm việc một cách vô trách nhiệm và thô lậu trước mặt quốc tế. Định viết rằng, vì các quan chức cộng sản không được bổ nhiệm bằng ý người dân không nên chấp nhận đóng thuế để nuôi vĩnh viễn loại quan chức này cùng bộ máy cai trị của đảng cộng sản. Trước những lời công kích, các trang tin chính thống và nick Facebook ủng hộ nhà nước đã tìm nhiều lý do để biện hộ cho quan chức ngủ gật trên. Chẳng hạn, báo điện tử VTC viết rằng bức ảnh mà cộng đồng mạng đang lan truyền đã bị cắt xén. Bức ảnh gốc mà AFP đăng tải cho thấy có một người phụ nữ đeo ba lô, ngồi vắt chân, nhắn tin điện thoại ngay sau lưng đại biểu ngủ gật của Việt Nam. Dựa trên chi tiết này, VTC bình luận rằng có thể bức ảnh được chụp vào giờ nghỉ trưa giữa hai phiên thảo luận. Ngoài ra, VTC cũng đăng ảnh một số chính khách ngủ gật trong buổi họp của Liên Hợp Quốc, bao gồm một số đại diện Trung Quốc và cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Trong khi đó, nhiều nick Facebook bình luận rằng đại biểu Việt Nam ngủ gật trong giờ họp là chuyện bình thường vì cuộc họp diễn ra ở múi giờ đuổi nghịch. Đáp lại, cây bút Nguyễn Hùng của VOA tiếng Việt đã liên lạc với tác giả bức ảnh là phóng viên Don Emmert của AFP. Emmert cho biết trong bức ảnh trên được chụp trong phiên thảo luận của Liên Hợp Quốc khi đại diện của Iran đang phát biểu, chứ không phải trong giờ giải lao như VTC phỏng đoán. Nguyễn Hùng bình luận rằng qua vụ việc này có thể thấy đa số chúng ta chỉ tìm những gì phù hợp và chứng minh cho niềm tin sẵn có của chúng ta. Trong khi VOA hoàn toàn ủng hộ luồng dư luận công kích quan chức ngủ gật, BBC tiếng Việt lại đưa tin đa chiều hơn. Sau khi đăng quan điểm của cả những người công kích lẫn những người muốn xoa dịu dư luận ở cuối bài, BBC đăng ảnh 7 đại biểu từng ngủ gật trong các cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Số này bao gồm cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown, Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng các đại diện của Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản. Dù động cơ của BBC là gì, lối đưa tin đa chiều mà họ thể hiện trong tuần này cũng đang khiến họ trở nên hấp dẫn hơn VOA, một đài truyền tuyên truyền theo một chiều, theo hướng hăng học, cực đoan và võ đoán. Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi nghĩ giới chống cộng đang nâng cao quan điểm về sự kiện này. Nếu họ tin rằng nhà nước Việt Nam đáng bị lật đổ vì một viên chức ngủ gật trong bài phát biểu của Iran, có lẽ các nhà chống cộng hải ngoại nên lật đổ chính quyền của Gordon Brown và Angela Merkel trước. Thay vì vơ đũa cả nắm để kêu gọi phá hoại theo cách đó, họ nên nhìn nhận rằng viên chức trong ảnh đã không hoàn thành trách nhiệm công tác của riêng anh ta. Vì vậy, điều cần làm là yêu cầu cơ quan kỷ luật anh này theo đúng quy trình, chứ không phải đặt vấn đề quốc thể để công kích chế độ.